Tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục có những diễn biến tích cực. Ngày 9 tháng 7, Seoul đã cử một nhóm tiền trạm tới khu công nghiệp Chung Kae-sung, vốn ngừng hoạt động từ hồi cuối tháng 4, để chuẩn bị cho cuộc đàm phán chính phủ cấp chuyên viên với Triều Tiên sắp tới. Đây được coi là nỗ lực của cả Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm khôi phục hoạt động của khu công nghiệp này. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nhóm tiền trạm gồm 25 thành viên là các quan chức chính phủ và kỹ sư. Nhóm có nhiệm vụ lựa chọn địa điểm đàm phán, kiểm tra hệ thống liên lạc và đường điện để phục vụ cho cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày mai 10 tháng 7. Nếu được tiến hành, đây sẽ là cuộc đàm phán thứ hai giữa hai bên sau cuộc đàm phán cấp chuyên viên cuối tuần trước tại làng đình chiến Panmunjom. Tại cuộc đàm phán đầu tiên, hai bên đã nhất trí trên nguyên tắc sẽ mở lại khu công nghiệp Chung Kae-sung, ngăn ngừa tái diễn tình trạng đóng cửa ở đây, cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc đến kiểm tra nhà máy ở Kae-sung vào ngày 10 tháng 7 và bảo trì các trang thiết bị để giảm bớt thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa. Ngoài ra, Triều Tiên cũng nhất trí trả lại cho các công ty Hàn Quốc những thành phẩm và nguyên liệu sản xuất còn lại ở Kae-sung và đảm bảo an ninh cho xe cộ, nhân viên của các công ty ra vào khu công nghiệp này. Khu công nghiệp Chung Kae-sung được thành lập năm 2004 và được coi là biểu tượng hợp tác kinh tế duy nhất giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện khu công nghiệp này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đóng cửa vào ngày 9 tháng 4 và rút toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại hơn 100 công ty của Hàn Quốc. Ngày 24 tháng 4, Seoul cũng quyết định rút các nhân viên của mình khỏi Kae-sung sau khi Bình Nhưỡng từ chối đề nghị đàm phán. Ngày 9 tháng 7, Nhật Bản đã công bố sách trắng quốc phòng năm 2013. Đây là sách trắng quốc phòng đầu tiên được ban hành dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe. Sách trắng được đặc biệt nhấn mạnh đến những biến đổi cũng như thách thức về an ninh tại khu vực Đông Bắc Á, những quan ngại về Tokyo, về các hoạt động hàng hải mạnh mẽ của nước láng giềng Trung Quốc và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Triều Tiên. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2013 gồm 450 trang với những nội dung đáng chú ý là đánh giá của Tokyo về môi trường an ninh tại khu vực Đông Bắc Á đang ngày càng trở nên khắc nghiệt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn đe dọa an ninh của Nhật Bản. Thêm vào đó là những lo ngại của nước này về việc Trung Quốc gia tăng hoạt động trên biển, đặc biệt là tại các khu vực đang có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước. Tokyo kêu gọi Bắc Kinh nên hành xử theo luật pháp quốc tế thay vì sử dụng vũ lực. Sách trắng cũng nêu ra những lo ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cho rằng việc Bình Nhưỡng phát triển những tên lửa đạn đạo có thể vươn tới các khu vực thuộc lãnh thổ của Mỹ, đồng minh chiến lược của Tokyo, là minh chứng cho thấy chương trình phát triển vũ khí chiến lược của Triều Tiên đã bước vào giai đoạn mới. Bên cạnh đó, sách trắng cũng cho biết chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang lên kế hoạch điều chỉnh các nguyên tắc chỉ đạo trong lĩnh vực quốc phòng nhằm đưa ra định hướng dài hạn cho chính sách quốc phòng của Nhật Bản vào cuối năm nay, đồng thời xem xét khả năng cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản tấn công ngăn chặn trong trường hợp phải đối mặt với những đe dọa về tên lửa đạn đạo. Trong sách trắng quốc phòng năm nay, chúng tôi đã đề cập và đánh giá về môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản, những mối đe dọa ngày càng lớn đối với sự an toàn của công dân Nhật Bản, cũng như đối với chủ quyền lãnh thổ của Nhật Bản, cả ở trên biển và trên không. Chúng tôi cũng sẽ có những điều chỉnh về chiến lược nhằm mở rộng quy mô hoạt động của lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho phù hợp với tình hình thực tế. Sách trắng cũng đề cập về chủ đề an ninh mạng, trong đó nêu rõ Nhật Bản cần tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công mạng đang ngày càng trở nên tinh vi. Ngoài ra, sách trắng cũng đề cập đến quần đảo đang tranh chấp Takeshima theo cách gọi của Nhật Bản, mà Hàn Quốc gọi là Đốc Đô, là một phần lãnh thổ của Nhật Bản. Đây là năm thứ 9 Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo mà phía Hàn Quốc đang kiểm soát trong sách trắng. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối động thái trên của Tokyo. Theo đó, Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản lập tức xóa tuyên bố chủ quyền này khỏi sách trắng quốc phòng và cần tránh tái diễn những trường hợp tương tự. Seoul sẽ không bao giờ chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo này. Ngày 8 tháng 7, Mỹ và Liên minh châu Âu đã chính thức khởi động tiến trình đàm phán về Hiệp định Đối tác Đầu tư và Thương mại xuyên Đại Tây Dương TTIP nhằm hướng đến việc thành lập một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Theo tuyên bố chính thức, cuộc gặp song phương tại thủ đô Washington tập trung vào nội dung thắt chặt quan hệ thương mại giữa hai khu vực kinh tế hàng đầu thế giới. Các nhà lãnh đạo khẳng định TTIP sẽ mang lại cơ hội phát triển vượt bậc cho hai nền kinh tế Mỹ-EU, thúc đẩy quan hệ song phương nói riêng và mang lại lợi ích cho hệ thống thương mại toàn cầu nói chung. Bên cạnh đó, TTIP còn là con đường giúp khu vực đồng tiền chung châu Âu thực sự thoát khỏi khủng hoảng thông qua đòn bẩy chính là tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo tiến trình đàm phán sẽ còn gặp nhiều trở ngại do giữa Mỹ và EU vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng. Hiện Washington không muốn đàm phán nội dung quy chế tài chính do lo ngại các quy định quản lý ngân hàng của EU quá lỏng lẻo. Trong khi đó, Pháp nêu điều kiện tiên quyết là các sản phẩm văn hóa như phim ảnh, băng đĩa và truyền thông số
sẽ không được đưa vào thành một nội dung trong TTIP. Ngoài ra, các vấn đề như quy chế ưu đãi mà chính phủ Mỹ dành cho các doanh nghiệp địa phương và châu Âu từ chối mở cửa đối với các mặt hàng công nghệ sinh học của Mỹ cũng sẽ là những rào cản trong đàm phán song phương. Bên cạnh đó, vụ bê bối do thám tình báo Mỹ đối với các nước đồng minh châu Âu vẫn đang phủ bóng đen lên quan hệ Mỹ-EU. Giới chức hai bên hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận vào năm 2014 trước thời điểm Ủy ban châu Âu tiến hành bầu chủ tịch mới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tiến trình đàm phán nhiều khả năng sẽ kéo dài đến năm 2015. Kinh tế Mỹ-EU hiện chiếm gần 50% tổng sản lượng hàng hóa dịch vụ và 30% kim ngạch thương mại của toàn cầu. Ước tính, nếu đàm phán TTIP thành công, đây sẽ là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới, mỗi năm có thể làm tăng thêm từ 0,5 đến 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho cả hai bên, góp phần tạo ra hàng triệu việc làm mới. Tổng cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc ngày 9 tháng 7 đã công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI, thước đo lạm phát chính của nước này trong tháng 6 vừa qua, đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vẫn thấp hơn mức mục tiêu của chính phủ là 3,5% cho năm 2013. Chỉ số CPI tính từ đầu năm tới nay đã tăng 2,4% so với năm trước đó. Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc nhận định sự gia tăng nói trên chủ yếu là do giá lương thực tăng cao. Giá cả các mặt hàng gia cầm và trứng cũng tăng do nguồn cung giảm, ảnh hưởng từ sau khi dịch cúm gia cầm H7N9 bùng phát hồi đầu năm nay. Việc giảm quy mô chăn nuôi gia súc gia cầm là nguyên nhân khiến giá cả các mặt hàng này tăng mạnh. Báo cáo trên cũng cho thấy chỉ số giá sản xuất PPI, thước đo lạm phát bán buôn, giảm 2,7% trong tháng 6, trở thành tháng giảm thứ 16 liên tiếp và cho thấy nhu cầu thị trường vẫn yếu. Nhu cầu của một số nền kinh tế mới nổi với các sản phẩm như dầu mỏ và quặng sắt giảm cũng đồng nghĩa với việc giá cả thị trường với các mặt hàng bán buôn giảm. Điều này có tác dụng giảm lạm phát nhập khẩu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm 7,8% trong năm ngoái, đánh dấu mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1999. Bước sang quý đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm xuống mức 7,7%. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.